Kính thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, một nỗ lực biểu tình đã được diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia nhằm phản đối sáng kiến tam giác phát triển giữa ba quốc gia là Campuchia, Lào và Việt Nam được ký kết từ năm 1999. Các nỗ lực biểu tình được diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm sáng kiến được ký kết, tâm lý bài Việt Nam của người Campuchia cùng việc đàn áp các phong trào đối lập của chính quyền Hun Sen và Hun Manet. Trước các nỗ lực biểu tình, vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, bốn nhà hoạt động xã hội đã bị bắt giữ sau khi đăng tải các thông tin cho rằng thông qua sáng kiến tam giác phát triển, Việt Nam có thể can thiệp, xâm chiếm lãnh thổ hay giành lấy quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Đông Bắc Campuchia. Ngay sau việc này, một số tổ chức chính trị ngoài Campuchia và người Campuchia ở nước ngoài đã kêu gọi biểu tình phản đối sáng kiến trong nước một nhóm Telegram cũng được tạo ra để kêu gọi biểu tình vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2024. Ngoài ra, nhiều người biểu tình đã kêu gọi làm theo Bangladesh để lật đổ chính phủ. Cuộc bạo loạn ở Campuchia càng trở nên nguy hiểm hơn khi nhóm bạo động đã đưa Việt Nam vào lý do cho sự hỗn loạn này. Hơn nữa, Campuchia có biên giới chung và mối quan hệ chính trị chặt chẽ với Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ vấn đề nào xảy ra tại Campuchia đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là cuộc bạo loạn ở Campuchia này liệu có làm chính quyền của ông Hun Sen đủ sức đứng vững hay không? Ai đang đứng sau âm mưu bạo loạn ở Campuchia và nếu điều xấu nhất xảy ra, Campuchia và Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Vào năm 1999, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lần đầu tiên đưa ra sáng kiến về việc thành lập tam giác phát triển CLV-DTA nằm giữa ngã ba Đông Dương trong cuộc hội nghị cấp cao giữa các thủ tướng của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Sáng kiến được thành lập nhằm để phát triển kinh tế ở khu vực 13 tỉnh biên giới của ba nước. Sáng kiến đã được ký kết vào năm 1999 và có hiệu lực bắt đầu từ năm 2004. Trong khoảng thời gian này, phía Việt Nam cũng đã đầu tư 110 dự án với tổng vốn đầu tư 3,7 tỷ đô la Mỹ trong các khu vực của sáng kiến. Tuy nhiên, khi sáng kiến này được đưa ra, một số đảng đối lập với Đảng Nhân dân Campuchia CPP cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến các tỉnh miền đông của Campuchia rơi vào tay của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ cũng được cho là đã không có những giải thích cụ thể cho người dân Đối với sáng kiến vấn đề Việt Nam tại Campuchia đã không có những giải thích cụ thể cho người dân đối với sáng kiến. Vấn đề Việt Nam tại Campuchia đã trở thành một trong các chủ đề nhạy cảm ở quốc gia này và cũng đồng thời là chủ đề thường xuyên được các đảng đối lập sử dụng để tấn công vào Đảng Nhân dân Campuchia, một tổ chức đảng được Việt Nam đưa lên nắm quyền sau khi lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào tháng 1 năm 1979 với mối quan hệ chặt chẽ với Hà Nội trong giai đoạn Pháp xâm lược Đông Dương mặc dù hợp tác nhưng những người theo chủ nghĩa dân tộc Campuchia không tin tưởng vào Việt Nam và cho rằng đây là một nỗ lực của Việt Nam nhằm tạo ra một đồng dương rộng lớn do Việt Nam kiểm soát. Điều này đã dẫn đến các chiến dịch tàn sát người Việt do London và Pol Pot phát động nhằm giành lại khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Pol Pot là người công khai căm ghét Việt Nam mạnh mẽ nhất. Việc tranh giành này đã xuất hiện từ ngay trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Khi Việt Nam Cộng hòa đang quản lý khu vực này. Sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, các phong trào cộng sản vẫn thống trị giữa hai nước, nhưng mối quan hệ giữa Khmer Đỏ và Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngày càng trở nên căng thẳng với nhau, dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam Campuchia với việc Việt Nam chiếm đóng hầu hết lãnh thổ của nước này. Vì lý do này, nỗi sợ Việt Nam của người Campuchia vẫn luôn thường trực Mặc dù đã nhiều năm sau chiến tranh, nhiều người Campuchia cũng coi Việt Nam như một kẻ thù lịch sử khi nhắc đến sự việc mất vùng lãnh thổ Campuchia Krom bao gồm một phần của đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Tương tự về lịch sử, kể từ khi đế quốc Khmer sụp đổ, nền kinh tế Việt Nam vẫn luôn phát triển hơn so với Campuchia. Mặc dù cả hai quốc gia đều bị tàn phá sau chiến tranh vào cuối chiến tranh Việt Nam, nhưng việc cải cách kinh tế vào năm 1986 của Việt Nam đã khiến quốc gia nhanh chóng tái thiết. Cuối cùng, nền kinh tế Việt Nam ngày càng toàn cầu hóa và mở rộng. Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thường gây phẫn nộ cho người Campuchia khi họ cho rằng Việt Nam là tội lỗi đối với dân tộc này. Trong khi đó, về văn hóa, Việt Nam cũng ngày càng trở nên nổi bật. Việc thiếu điểm chung về văn hóa khi Campuchia theo văn hóa Ấn Độ, còn Việt Nam theo văn hóa Trung Hoa càng làm gia tăng sự thù địch. Tuy nhiên, từ những năm 2010, Hun Sen đã bắt đầu trở thành đồng minh với Trung Quốc. Sự ủng hộ của quốc gia này đối với Trung Quốc cũng đã làm thất bại nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đưa ra các chỉ trích về thái độ hung hăng của nước này ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Từ các hãng hàng không tư nhân, song bạc du lịch thuộc một vành đai, một con đường càng kéo nước này đến gần hơn Trung Quốc. Tính đến năm 2018, Campuchia đã trở thành quốc gia được Trung Quốc viện trợ cao nhất Đông Nam Á và Trung Quốc cũng chiếm lên tới 62% khoản nợ của Campuchia. Trong những năm 2020, Trung Quốc cũng tăng cường vai trò của mình ở nước này với việc tân trang căn cứ hải quân RIM và xây dựng kênh đảo Phù Nam Tích Chô trên sông Mê Công, gây tác động đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Dự án được cho là nhằm giúp Campuchia tự thở, mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào Việt Nam. Chính phủ nước này cũng nhiều lần sử dụng ngôn từ chống Việt Nam mặc dù không cụ thể. Những cuộc đàn áp các phong trào đối lập đã bắt đầu diễn ra kéo dài từ năm 2013 khi Đảng Cứu quốc Campuchia CNRP, một đảng chính trị đối lập CPP giành được hơn 40% phiếu bầu và tuyên bố cuộc bầu cử vào năm này là gian lận khi Hun Sen tiếp tục nhậm chức thủ tướng Campuchia. Vào năm 2017, chính phủ của Hun Sen đã kêu gọi tòa án tối cao của nước này giải thể Đảng Cứu Quốc Campuchia ra lệnh bắt giữ chủ tịch đảng này là ông Kem Sokha với tội danh phản quốc. Ông sau đó đã bị tuyên án 27 năm tù vào năm 2023. 118 cá nhân có liên quan đến tổ chức đảng này cũng bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm kể từ lúc đảng bị giải thể. Đến tháng 8 năm 2023, Hun Sen bắt đầu chuyển giao quyền lực cho con trai của mình là Hun Manet. Mặc dù vậy, quyền lực chính trị của ông Hun Sen vẫn còn bao trùm Campuchia khi ông vẫn còn giữ chức chủ tịch thượng viện Campuchia và chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền nước này. Cuộc bầu cử vào năm 2023 này cũng bị chỉ trích là một cuộc bầu cử giả khi đảng đối lập duy nhất là Đảng Sam Rainsy đã bị loại do không đủ tư cách tranh cử. Trong giai đoạn Hun Sen và con trai mình cầm quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến, bắt giữ những người chỉ trích hay buộc nhiều người phải trốn chạy sang nước khác. Các đảng đối lập thực tế đã bị cấm và vô hiệu hóa ở Campuchia. Vào tháng 5 năm 2024, Chủ tịch đảng Sam Rensi, TF Vanon đã bị bắt ở Campuchia khi về nước sau phát ngôn với truyền thông Nhật Bản chỉ trích Hun Manet và Hun Sen và bị tuyên phạt 1,5 triệu đô la Mỹ. Trước đó, một nhà hoạt động cũng đã bị bắt giữ sau khi có những bình luận công khai chỉ trích về sáng kiến tam giác phát triển và dự án kênh đảo Phủ Nam Tích Trồ do Trung Quốc thực hiện. Ngay sau sự việc này, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã nhiều lần chỉ trích những lời bình luận của các nhà hoạt động xã hội. Ông cũng khẳng định các phát ngôn này đã vi phạm pháp luật và sẽ không có chuyện tam giác phát triển khiến lãnh thổ Campuchia rơi vào tay của Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, một nhóm Telegram có tên Đoàn kết vì Tổ quốc đã được thành lập nhằm kêu gọi biểu tình trước cung điện hoàng gia vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 8. Trong hôm 11 tháng 8, hàng nghìn người Campuchia đã tổ chức biểu tình ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc để yêu cầu chính phủ rút khỏi tam giác phát triển. Một người biểu tình ở Hàn Quốc cho hay một số cá nhân trong nước cũng đã tuyên bố trên mạng xã hội về việc nên làm theo Bangladesh để dẫn đến cuộc lật đổ chính phủ. Ngay sau sự việc này, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã tuyên bố lên án và phản đối những âm mưu lật đổ chính quyền, đồng thời tuyên bố khẳng định sẽ bảo vệ và duy trì tuyệt đối hòa bình, an ninh quốc gia, ổn định xã hội và trật tự công cộng. Xác nhận với Campuchian News, lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia cũng khẳng định ủng hộ chính phủ về tam giác phát triển và loại bỏ bất kỳ nhóm nào phản đối chính phủ. Một ngày sau đó, Hun Sen đã đăng tải trên Facebook cảnh báo về việc kêu gọi biểu tình lật đổ chính phủ Campuchia như những gì xảy ra ở Bangladesh ông cũng khẳng định chính phủ không chia sẻ đất cho bất kỳ quốc gia nào và cũng không có ý định để cắt đứt một phần lãnh thổ của mình trở thành một vùng tự trị. Vào hôm 13 tháng 8, phong trào dân chủ Khmer có trụ sở ở Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố cho rằng sáng kiến này sẽ trở thành vỏ bọc cho phép nước ngoài phá rừng bất hợp pháp, cưỡng chế đất đai và khai thác tài nguyên ở Campuchia. Tổ chức này cũng quan ngại vấn đề người Việt Nam nhập cư trái phép vào bốn tỉnh của Campuchia và khiến cho khu vực trở thành chư hầu do Việt Nam kiểm soát. Cũng trong ngày này, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cũng đã cảnh báo người dân tránh tham gia vào các cuộc biểu tình được kích động và đưa ra những hình phạt có thể bị xử lý khi tham gia với cáo buộc tội tấn công và âm mưu. Đến ngày 15 tháng 8, thủ tướng Hun Manet đã đưa tuyên bố sẽ chống lại những người có âm mưu phá hoại đất nước và chia rẽ đất nước. Một hôm sau đó, Bộ Nội vụ Campuchia cáo buộc có một nhóm nhỏ ở nước ngoài đã tung những tin giả nhằm để lật đổ chính quyền. Trong nỗ lực ngăn cản cuộc biểu tình, từ tối ngày 17 tháng 8 đã có hơn 1.000 nhân viên an ninh địa phương tập trung ở khu vực thủ đô Campuchia. Con số này tương đương 50% lực lượng cảnh sát ở thủ đô. Từ trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Trung tướng Chuan Narin, Cảnh sát trưởng Phnom Penh cũng đã có phát ngôn chấn an người dân về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ông khẳng định sẵn sàng trấn áp bất kỳ nhóm cực đoan nào cố gắng tổ chức một cuộc biểu tình bất hợp pháp. Bất chấp việc các vụ bắt giữ được tiếp tục, các nhóm đối lập ở nước ngoài vẫn tiếp tục kêu gọi một cuộc bạo loạn mới vào ngày 1 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày 19 tháng 8, 16 người tham gia một diễn đàn bảo trợ xã hội của Hiệp hội Liên đoàn Sinh viên Khmer Thông Minh bị bắt giữ vào hôm 17 đã được cho phép trở về nhà. Nhiều người khác vẫn còn bị giam giữ để thẩm vấn. Những ngày sau đó, chính quyền vẫn tăng cường canh gác các phương tiện ra vào Phnom Penh để ngăn chặn mọi nỗ lực lật đổ chính quyền. Trên Fresh News, một tờ báo ủng hộ chính phủ đã đăng tải một đoạn video kế toán viên thừa nhận các sai lầm của mình khi lên kế hoạch tham gia cuộc biểu tình gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Bà bày tỏ sự hối hận khi một nhóm đối lập ở nước ngoài đã lợi dụng cuộc biểu tình để chống lại chính phủ và kêu gọi sự tha thứ là Hun Sen và Hun Manet đồng thời tố cáo người sáng lập tổ chức phi chính phủ Mother Nature với âm mưu lật đổ chính phủ. Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Campuchia đã thông tin khẳng định không có hoạt động biểu tình hay chống chính phủ nào đã diễn ra ở nước này vào hôm 18 tháng 8, mặc dù lực lượng vũ trang nước này đã được đặt trong tình trạng báo động để ngăn chặn bất kỳ hoạt động gây hỗn loạn nào. Theo tờ Khmer Times, ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Hun Manet đã có lời cảm ơn đến lực lượng quân đội Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có liên quan khác đã nỗ lực duy trì an ninh, trật tự và ổn định xã hội ở nước này. Ông khẳng định chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại hòa bình và gây ra bất ổn xã hội. Do nỗ lực biểu tình thất bại, một số địa phương ở Campuchia cũng bắt đầu cắt giảm việc triển khai các lực lượng vũ trang. Mặc dù Campuchia đã có những biện pháp ứng phó kịp thời để ngăn chặn tình hình nhưng cũng không thể đảm bảo rằng các sự việc tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai gần hoặc lâu dài. Xem xét các sự kiện ở Hồng Kông, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh và Campuchia, chúng ta có thể nhận thấy một mẫu số chung, đó là tất cả đều mượn những vấn đề như dân chủ, tự do và quyền lợi của giới trẻ để kích động bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền. Sự tương đồng này gợi ý rằng những cuộc bạo loạn này có thể đều do cùng một lực lượng điều phối hoặc ít nhất là liên kết chặt chẽ với nhau. Trong trường hợp hiện tại, Hiệp hội Liên đoàn Sinh viên Khmer KKF, tổ chức tư nhận là đại diện cho quyền lợi của người Khmer ở Campuchia và Việt Nam đã đóng vai trò chủ chốt. Điều này cho thấy rằng trong sự việc lần này, chính quyền Hun Sen không phải là mục tiêu duy nhất. Việt Nam cũng có thể trở thành một trong những mục tiêu của các âm mưu này. Nhiều ý kiến cho rằng luận điệu dân chủ tự do này giống với của Mỹ. Cũng phải nói lại rằng trên thế giới, đất nước luôn dương cao khẩu hiệu này nhất cũng chính là Mỹ. Hiện tại, Chính Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo của Mỹ. Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc là bên không muốn chính quyền của Hun Sen sụp đổ nhất, bởi Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, đã đầu tư rất nhiều tài chính và công sức vào việc xây dựng một chính quyền Campuchia thân Bắc Kinh đạt được sự bền chặt như hiện nay. Từ năm 2013 đến nay, riêng chính phủ Trung Quốc đã đổ gần 10 tỷ đô la vào Campuchia, chưa kể các tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc cũng đầu tư mạnh mẽ vào quốc gia này. Campuchia đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Trung Quốc. Thành phố biển Sihanoukville là một phần của chuỗi ngọc trai trên biển mà Trung Quốc đang xây dựng. Nếu Campuchia thân thiết với một chính quyền phương Tây, điều này không chỉ đe dọa chiến lược của Trung Quốc mà còn làm gián đoạn con đường ra biển của họ. Hơn nữa, Campuchia từng là công cụ quan trọng trong việc kiềm chế Việt Nam theo chiến lược của Trung Quốc mất Campuchia đồng nghĩa với việc công sức của Trung Quốc sẽ tan thành mây khói. Trong một kịch bản tồi tệ nhất, nếu một chính quyền thân Mỹ lên nắm quyền ở Campuchia và cho phép Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại đây, Trung Quốc sẽ bị bao vây hoàn toàn. Hiện tại, Hoa Kỳ đang nỗ lực lôi kéo Việt Nam vào một liên minh chống Trung Quốc. Nếu Campuchia cũng trở thành một đồng minh thân Mỹ, Trung Quốc không chỉ mất đi các lợi ích chiến lược mà còn bị bao vây từ mọi hướng. Do đó, nếu chính quyền Hun Sen sụp đổ và được thay thế bởi một chính quyền thân Mỹ hoặc phương Tây hoặc một chính quyền chống Trung Quốc, hay thậm chí trong trường hợp xảy ra nội chiến, Trung Quốc có khả năng cao sẽ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn những kịch bản xấu nhất nhằm bảo vệ các khoản đầu tư và ngăn chặn sự bao vây. Tuy nhiên hiện nay cũng chưa có chứng cứ rõ ràng để xác định ai là người đứng sau bạo loạn tại Campuchia. Mặc dù chính phủ Campuchia có vẻ như đã trấn áp được cuộc bạo loạn này nhưng với tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, không gì đảm bảo nó sẽ không tái diễn. Và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Campuchia và Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức gì? Chúng ta hãy nhìn lại tình hình ở Bangladesh khi chính quyền của bà Hasina sụp đổ, dẫn đến một làn sóng tháo chạy của các nhà đầu tư khỏi quốc gia này. Dựa vào những gì đang xảy ra tại Bangladesh, chúng ta có thể dự đoán rằng nếu chính quyền ông Hun Sen gặp khủng hoảng, sẽ xảy ra tình trạng tháo chạy của người Việt Nam và các doanh nghiệp việt nam khỏi campuchia những kẻ cầm đầu bạo loạn hiện nay đều có chủ trương chống việt nam chính phủ việt nam chắc chắn sẽ nỗ lực di tản công dân và doanh nghiệp của mình càng nhanh càng tốt nếu cuộc bạo loạn lan rộng ra toàn quốc không chỉ việt nam mà các quốc gia như trung quốc lào thái lan cũng sẽ phải nhanh chóng di tản công dân của mình về nước mặt khác trong tình huống hỗn loạn này nhiều người campuchia thân việt nam và trung thành với chính quyền cũ cũng sẽ tìm cách rời bỏ đất nước vì sợ bị trả thù. Điều này đã từng xảy ra vào năm 1975 khi Khmer Đỏ lên nắm quyền và chống lại Việt Nam. Do đó, cần phải thắt chặt an ninh biên giới với Campuchia và tăng cường lực lượng quân đội để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất, đặc biệt là Việt Nam nơi đang trở thành mục tiêu của các thế lực chống đối chính quyền Campuchia. Hiện tại, chúng ta công bằng mà nói, mặc dù trong những năm gần đây mối quan hệ giữa campuchia và việt nam đã chứng kiến một số mâu thuẫn đặc biệt là khi campuchia có xu hướng xích lại gần trung quốc nhưng đảng của ông hun sen vẫn là bên có thiện cảm nhất với việt nam trong tất cả các phe phái ông hun sen là người hiểu rõ công lao của việt nam trong việc cứu vớt chính quyền của ông và nhận thức được sức mạnh của quân đội việt nam nên ông biết rõ không nên vượt qua giới hạn như hồi tháng trước khi tổng bí thư nguyễn phú trọng qua đời ông hun sen cựu thủ tướng Campuchia và hiện là chủ tịch thượng viện đã đích thân đến Việt Nam để tham dự lễ viếng. Trong thư chia buồn, ông Hun Sen ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Việt Nam, đồng thời nỗ lực nâng cao sự hợp tác không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Đây không chỉ là sự chia buồn chân thành với nhân dân Việt Nam mà còn có thể coi là một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt sau những tranh cãi về dự án kênh đào phủ Nam trên sông Mê Công, đã làm dấy lên căng thẳng ngoại giao và truyền thông giữa hai nước. Trong bối cảnh này, việc ông Hun Sen, người có quan hệ sâu đậm nhất với Việt Nam, đến tận nơi để bày tỏ sự tôn trọng và chia buồn với người đã khuất, không chỉ là một hành động giảm bớt căng thẳng mà còn khẳng định sự trân trọng của chính phủ và nhân dân Campuchia đối với sự giúp đỡ của Việt Nam trong những thời khắc sinh tử nhất mặt khác dù ông hun manet đã lên làm thủ tướng nhưng quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông hun sen trong đảng và trong chính phủ campuchia được cho là vẫn còn rất lớn bằng chứng rõ nhất là ông hun sen vẫn đang giữ chức chủ tịch thượng viện và quan trọng nhất là những quan chức cấp cao nhất trong quân đội và chính phủ vẫn là những người đồng chí từng vào sinh ra tử với ông ta trong những ngày chạy trốn sang việt nam và tìm sự giúp đỡ từ việt nam ở thế kỷ trước Đối chiếu với tình hình Campuchia, chúng ta có thể rút ra bài học từ tiền lệ lịch sử của họ trong thế kỷ trước khi Khmer Đỏ lên nắm quyền và thực hiện chính sách chống Việt Nam. Trong giai đoạn đó, Khmer Đỏ đã thực hiện các cuộc thanh trừng quy mô lớn với những đảng viên thân Việt Nam và Liên Xô, đồng thời tàn sát những người Campuchia từng giúp đỡ Việt Nam. Nội bộ Khmer Đỏ khi đó bị chia thành ba phe. Chính nhóm Đông Bắc là những sinh viên từ Paris trở về như Pol Pot, Yen Sari, Samphan, chủ trương xây dựng xã hội cộng sản nông nghiệp thuần túy theo kiểu Campuchia. Nhóm Tây Nam cũng như một số du học sinh từ Pháp về, lãnh đạo gồm có Tam Mốc và Hầu Nim, chủ trương tiến hành cách mạng văn hóa tại Campuchia, mô phỏng theo kiểu Trung Quốc. Cuối cùng là nhóm miền Đông bao gồm Heng Samrin và Hun Sen là những đảng viên kỳ cựu của Đảng Bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương. Họ muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Liên Xô và Việt Nam. Dần dần, nhóm thân Liên Xô và Việt Nam bị suy yếu và bị thanh trừng. Khoảng 200 cán bộ cao cấp liên quan đến Việt Nam và Liên Xô đã bị sát hại dã man trong nhà tù S-21. Trong khi đó, một số thủ lĩnh còn sống sót như Heng Samrin và Hun Sen đã phải chạy sang Việt Nam để trốn tránh. Dựa trên các tiền lệ trong quá khứ, nếu chính quyền của Hun Sen sụp đổ, có thể xảy ra hai kịch bản chính. Thứ nhất, quân đội Hoàng gia Campuchia có thể quay lưng chống lại chính quyền và gia nhập phe nổi dậy tuy nhiên kịch bản này ít có khả năng xảy ra bởi trong giới tướng lĩnh hiện nay nhiều người vẫn là đồng chí thân cận của hun sen ngay từ những ngày đầu các sĩ quan cấp cao của quân đội campuchia đều được đào tạo tại việt nam điều này càng khiến cho khả năng phản bội trở nên rất thấp thứ hai là kịch bản có sự phản đối từ bên trong dựa vào các sự kiện diễn ra ở bangladesh quân đội có thể theo đuổi mục tiêu riêng cho đến khi một chính quyền mới được thành lập thông qua bầu cử phần lớn các đối tượng chống chính quyền hun sen hiện nay thường lấy Việt Nam làm mục tiêu chính, nên một chính quyền có chủ trương chống Việt Nam rất có thể sẽ được hình thành. Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng tại biên giới và tranh chấp lãnh thổ giữa Campuchia và Việt Nam. Trong tình huống xấu nhất, điều này có thể thậm chí dẫn đến chiến tranh. Nhìn vào lịch sử Khmer Đỏ, năm xưa kém hơn Việt Nam về nhiều mặt nhưng chúng vẫn dám tấn công vì có sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trong khi đó, các lực lượng chống chính quyền Hun Sen hiện nay chủ yếu lưu vong ở những quốc gia có liên hệ với các thế lực khác. Điều này cho thấy sự chống lưng từ bên ngoài. Kịch bản thứ hai liên quan đến khả năng có kẻ phản bội và kịch bản này phức tạp hơn rất nhiều. Nếu xảy ra với nhóm chống đối tranh giành quyền lực phản bội và tiêu diệt lẫn nhau, vùng biên giới Campuchia và các quốc gia xung quanh có thể trở thành điểm nóng về xung đột và tội phạm. Tồi tệ nhất, Campuchia có thể đối mặt với thảm họa diệt chủng một lần nữa tương tự như những gì đã xảy ra vào thế kỷ trước. Như vậy, dù cuộc bạo loạn ở Campuchia trong tương lai có dẫn đến hậu quả như thế nào đi nữa thì đó là điều mà không ai mong muốn. Hãy nhìn vào Myanmar, Bangladesh, vân vân để thấy ai mới là người đau khổ nhất lúc này và đó chính là người dân vô tội. Bạo loạn bất kỳ lý do gì chẳng mang lại lợi ích gì cho những kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau nó. Còn hậu quả không chỉ người dân Campuchia mà có khi cả Việt Nam cũng sẽ phải gánh chịu hy vọng chính quyền ông hun manet dưới sự trợ giúp của ông hun sen sẽ tỉnh táo và có những bước đi đúng đắn trong việc giải quyết các cuộc bạo loạn này góp phần duy trì hòa bình ổn định không chỉ cho campuchia mà còn cho việt nam